thì mời các bạn xem ba ba nhà tôi ăn cá, thì tôi cho nó một số con cá mương và xem nó ăn. Mời các bạn. Đấy, ba ba thì đã rửa sạch sẽ thì tôi nuôi trong cái bình cá cảnh. Thì bây giờ tôi cho nó một số con cá mương. Đấy. Thì cái cá mương này nó câu ở ngoài sông về dự trữ để trong cái ngăn lạnh, ngăn đá, tủ lạnh nên hơi cứng. Cái còn cá mương mà cứ cho cái cá tươi vào là nó ăn nó nuốt hết ngay. Con ba ba này nuôi cũng được khoảng 5 năm, hơn 5 năm rồi, nhưng mà chỉ khoảng được cân vì mình ít cho ăn. Thường thường thứ bảy chủ nhật thì tôi về tôi mới cho ăn. Đặc biệt cái ba ba này nó lâu khi nửa tháng không cho ăn vẫn sống không gì. Đấy, cận cảnh ăn cá dùng chân cấu, dùng hai chân trước cấu đứt cá là đấy là ăn tan con cá để ăn đá nên là nó hơi lạnh cứng. Đấy, ăn xong rồi chờ đặc điểm của ba ba là ăn xong là nó hay ngó cái đầu lên để nó thở. Đấy. Nó vẫn đang ăn một cái miếng vẫn còn này. Vừa rồi thì cũng mua cái cá viên và xúc xích ở siêu thị về cho nó ăn nhưng nó không ăn. Hình như cái mùi đúng không? Đặc biệt là thích ăn cua. Cua mới cá này. Ốc nó, ốc cho nó ăn tan hết. Hôm nào tôi sẽ bắt cua, bắt ốc về cho nó ăn để quay chia sẻ đây để các bạn cùng xem. Đấy, con này được một tí để cho nó ăn béo, béo nó dày rồi. Đấy, bắt nó xong với hai chân. Bảy nhưng mà cá này để ngăn đá nó cứng chứ cá mềm là nó nuốt cả con ạ. Con cá để ngăn đá này nó cứng mà ăn là có vẻ hơi khó khăn. Đấy, nó lại ăn lại cái miếng nhỏ nhỏ. Cái con to to này là nó bị cứng như cá để đông lạnh mà cho nó ăn nó cũng giỏi, nó cũng không gì. Đấy, các bạn xem nó đang ăn gì. Nó rất thích ăn cá. Tôm, nhất là tôm mà nó ăn quá. Tôm, cá, cua, ốc. Thịt thì còn thịt nạc. Nếu cho thịt mỡ nó ăn nó không tiêu được. Con này một số lần là cho nó ăn mỡ là nó không tiêu được, nó nuốt miếng mỡ sau nó thải ra là cả nguyên miếng mỡ. Đặc điểm đó. Dạo này thì nó hơi đẻ, trông nó bé nhưng mà nó hơi đẻ. Đấy, nó cứ nằm quanh quanh ăn cá để lạnh. Bữa nào tôi ra cái câu lấy cái cá tươi để cho nó ăn này. Nó nuốt ác lắm. Một lần nó ăn khoảng gần chục con cá mương này. Cua thì cứ thả vào cua chạy chạy nó bò cắn tan hết. Thì nhân tiện là nuôi con ba ba thì thỉnh thoảng tôi cho nó ăn thì tôi cũng chia sẻ lên các bạn cùng xem. Tức là mỗi lần ấy, như đây là quay bằng điện thoại nên là cái cận cảnh nó hơi khó. Chẳng hạn nếu dùng cái máy quay dưới nước, ta gắn nó một góc thì xem lúc nó đói là nó ăn ngay. Đấy, nó đang tìm, nó vẫn đang tìm. Nhưng mà cái cá lạnh nó ăn chưa được đấy.
bữa nào phải cho nó ăn cá tươi. Dạo này cá sông ít nên tôi không câu, tất nhiên ra câu cá mương là nhiều. Thì bình thường cứ câu về một túm để ngăn đá cho nó ăn dần. Chứ cá tươi cho nó ăn, bục nó xong. Khả năng nó không ăn nữa. Thôi thì thỉnh thoảng tôi quay nó ăn, cho nó ăn cái gì tôi sẽ quay lên chia sẻ các bạn cái cuộc sống của con Ba. Thì đây là tôi nuôi trong cái bình cá cảnh nó nhỏ, nên là có cái gì thì chia sẻ các bạn cùng xem. Bây giờ chắc nó không ăn nữa, thì cái cá nó hơi lạnh, nó không khoái lắm. Các bạn thấy cũng có ích thì cũng có thể là đăng ký kênh theo dõi. Thì mong có gì chưa phải mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn và tạm biệt các bạn.